Thái Hòa, tôi không phải ông hoàng phòng vé hay diễn viên triệu đô. Trước danh xưng ông hoàng phòng vé hay diễn viên triệu đô mà mọi người thường dành cho mình, Thái Hòa thẳng thừng từ chối. Anh giải thích bản thân có nhiều dự án thua lỗ chứ không phải đóng phim nào cũng thắng lớn. Chiều ngày 4 tháng 4, Thái Hòa cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đảng và các diễn viên Thu Trang, Tiến Luật, Huỳnh Phương, Thái Vũ, Vinh Râu tham gia buổi công bố dự án điện ảnh Con Nhóc Móc Chồng. Trong lần trở lại màn ảnh rộng, nam diễn viên hóa thân thành ông Xỉn, một người cha nát rượu bỗng một ngày tá hỏa phát hiện đứa con gái tên Nhóc, Thu Trang đóng, đã đến tuổi lấy chồng nhưng vẫn ế nên vội vàng lên kế hoạch tìm rể. Hai cha con từ đó nảy sinh hàng loạt chuyện dở khóc dở cười nhưng cũng trải qua nhiều khoảnh khắc đong đầy tình cảm. Bộ phim đánh dấu màn tái hợp của Thái Hòa, Thu Trang sau thành công của Tiệc Trăng Máu 2020. Thái Hòa cho biết anh nhận lời tham gia bộ phim vì kịch bản đến đúng thời điểm và tạo cho anh nhiều cảm xúc. Mọi người cứ nói tôi khó khăn trong việc lựa chọn kịch bản nhưng thực ra không phải, tôi vẫn nhận rất nhiều kịch bản khác nhau. Mọi thứ đến đúng lúc, như Thu Trang ngỏ lời mời đúng lúc tôi muốn làm. Khi gặp Thu Trang, nghe cô ấy kể về dự án thì tôi gần như đã đồng ý vì cảm xúc của câu chuyện. Khi về đọc lại kịch bản, tôi thấy vai này lạ, đặc biệt là tôi thích cảm xúc của câu chuyện mà bộ phim đem lại cho mình. Cảm xúc mà nó mang lại không lẫn lộn với những phim khác mà từ đó đến giờ tôi làm, nam diễn viên chia sẻ. Anh nói thêm rằng phim có những phân đoạn vui, gây cười nhưng cũng có những cảnh đầy xúc động và ở những cảnh khóc, chúng mang đến cảm xúc hạnh phúc, vỡ òa chứ không chỉ là khóc vì đau khổ. Chia sẻ với truyền thông, Thái Hòa thừa nhận anh chưa bao giờ áp lực với danh xưng ông hoàng phòng vé hay diễn viên triệu đô mà mọi người thường gọi mình vì anh không phải như thế. Kêu tôi là ông hoàng phòng vé hay diễn viên triệu đô là sai vì phim tôi làm lỗ cũng nhiều lắm. Phim lỗ nhiều hơn phim lời mà không hiểu sao mọi người vẫn gọi tôi như thế. Những cái đó không phải tôi, sao phim để mai tính bày tỏ. Năm nghệ sĩ cũng cho rằng việc có ý kiến cho rằng anh là cái tên gánh một bộ phim là đang nói quá. Anh bộc bạch, tôi không phải ông hoàng phòng vé vì tôi làm rất nhiều phim lỗ, vua phòng vé thì đâu có phim lỗ. Với lại, tôi không tin một diễn viên quyết định hết thành bại của một bộ phim mà phải do bộ phim đó thực sự tốt. Mọi người có thể thấy có rất nhiều phim đâu có ngôi sao. Diễn viên tên tuổi nhưng phim hay, phim hút thì khán giả vẫn tìm tới. Cảm xúc mà bộ phim đem lại mới là quan trọng. Với Thái Hòa, một bộ phim thành công là tâm huyết của cả một tập thể từ biên kịch, đạo diễn, diễn viên, đội ngũ sản xuất, âm thanh, ánh sáng, nhưng diễn viên thường được hưởng phần lớn tình cảm, sự yêu mến từ khán giả. Chia sẻ thêm với Thanh Niên, Thái Hòa cho biết trước và sau khi được gọi là ông hoàng phòng vé, diễn viên triệu đô thì áp lực của anh là như nhau. Từ lúc tôi bước chân vô trường sân khấu cho đến bây giờ, áp lực lớn nhất của tôi vẫn nằm ở ngoài set quay. Được sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc trước máy quay mới là quan trọng nhất. Sau phim Cây Táo Nở Hoa chia sẻ, anh cũng nhấn mạnh bản thân không khắt khe trong việc lựa chọn dự án mà sẽ nhận lời khi vai diễn đến đúng lúc và ekip. Đạo diễn đem lại sự thoải mái, tạo được lòng tin với mình. Nghệ sĩ 7X nói thêm, tôi nghĩ mình không kén thể loại phim cũng không kén vai. Những mong muốn mà tôi nghĩ suốt cuộc đời làm phim của tôi sẽ không bao giờ thay đổi, đó là khi khán giả xem phim của mình. Khán giả đừng thấy mình mà thấy nhân vật của mình. Với dự án Con Nhóc Móc Chồng, Thu Trang vừa là diễn viên chính cùng Thái Hòa, vừa đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Nữ diễn viên chia sẻ với Thanh Niên, chúng tôi mời anh Hòa vì anh ấy diễn vai này sẽ tạo được bất ngờ cho khán giả chứ không phải mời anh Hòa vì muốn phim có doanh thu phòng vé tốt. Trong khi đó, Tiến Luật tiết lộ lúc Thái Hòa nhận lời tham gia bộ phim, đêm hôm đó Thu Trang không ngủ được vì quá vui. Thật sự lúc tôi với Thu Trang ngồi bàn bạc với nhau, cô ấy nói với tôi rằng phim này phải mời anh Thái Hòa. Không phải vì anh Hòa là tên tuổi bảo chứng phòng vé mà vì vai người cha này rất hợp với anh ấy. Thật sự tôi đã đưa ra cho Thu Trang rất nhiều ứng viên tiềm năng nhưng cô ấy nói, vì em đóng vai con gái nên em phải cảm được diễn viên đóng cha của em sẽ như thế nào. Anh chia sẻ, Con Nhóc Móc Chồng dự kiến khởi chiếu từ ngày 28 tháng 4.